Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Chiều 17 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp ban tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên trong ban tổ chức hội nghị. Hội nghị thường niên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương APGN được tổ chức luân phiên 2 năm một lần tại các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng và phát triển danh hiệu công viên địa chất theo các tiêu chí của UNESCO. Hội nghị APGN lần thứ 8 năm 2024 tại tỉnh Cao Bằng dự kiến tổ chức từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2024 với sự tham gia của khoảng 800 đến 1.000 đại biểu đến từ các quốc gia có công viên địa chất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra một số các hoạt động như các cuộc họp của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu để đánh giá các hồ sơ thẩm định và tái thẩm định, cuộc họp của Ban Điều phối và Ban Tư vấn của Mạng lưới châu Á-Thái Bình Dương, các viên hội thảo tổng thể và chuyên đề, các cuộc họp song phương giữa các công viên địa chất, các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, triển lãm ảnh đẹp non nước Cao Bằng, tổ chức gian hàng quảng bá hình ảnh du lịch địa phương tới các đại biểu tham dự, chương trình trải nghiệm các tuyến du lịch công viên địa chất non nước Cao Bằng. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội nghị nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, mang tầm cỡ quốc tế. Hội nghị là dịp để tỉnh Cao Bằng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát huy giá trị mô hình công viên địa chất với các nước trên thế giới, là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch Cao Bằng tới các đại biểu trong nước và quốc tế. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu khát vọng tạo thương hiệu du lịch Cao Bằng, đề nghị các tiểu ban phân công nhiệm vụ cụ thể, bổ sung thành viên trong ban tổ chức, điều chỉnh thành lập 5 tiểu ban: nội dung, truyền thông, hậu cần, lễ tân khánh tiết, an ninh trật tự. Nhất trí thành lập hội đồng khoa học, đẩy mạnh công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện, mang lại hiệu quả tích cực, chú trọng công tác an ninh an toàn, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Đề nghị tất cả các thành viên trong ban tổ chức cần thực hiện đúng tiến độ công việc được giao, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các cấp, các ngành trong công tác triển khai tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ của hội nghị. Hội làm vườn tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu hỗ trợ xây dựng các mô hình VAC hữu cơ, tuần hoàn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 279 chi hội làm vườn với 4.460 hội viên sinh hoạt tại 75 xã phường thị trấn. Trong năm, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền hội viên thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho 560 hội viên, phối hợp với văn phòng điều phối tổ chức tuyên truyền về phát triển kinh tế VAC cho 150 hội viên tại ba huyện Bảo Lạc, Hạ Lang, Hòa An, hỗ trợ xây dựng 6 mô hình VAC tại các huyện Quảng Hòa, Hà Quảng, thành phố Hòa An, tổ chức tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất VAC hữu cơ, VAC tuần hoàn, trồng cây gai xanh tại tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Các cấp hội cơ sở còn phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức 47 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với 2.018 lượt người tham gia, kết nối cung ứng được 39.690 cây giống cây ăn quả các loại, gần 600.000 cây lâm nghiệp phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. Công tác hội tiếp tục được củng cố và phát triển, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Năm 2024, Hội làm vườn tỉnh tiếp tục quan tâm thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành, chi hội mới, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị gắn với thị trường đầu ra ổn định, tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp cho hội viên theo phương thức lớp học hiện trường, triển khai mô hình vườn mẫu bằng công nghệ mới, đăng ký xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Nhân dịp này, Hội làm vườn tỉnh đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Hội đồng Tư vấn Bảo tồn Vườn Cao Vít phối hợp với tổ chức FFI tại Việt Nam vừa tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo tồn loài và sinh vật cảnh vườn cao vít tại Trùng Khánh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Hội đồng Tư vấn Hạt Kiểm Lâm và FFI Việt Nam đã tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ loài sinh cảnh vườn cao vít, tổ chức đấu tranh phòng chống các hành vi xâm hại rừng,
thúc đẩy tiến trình mở rộng và phục hồi sinh cảnh khu bảo tồn. Tổ chức FFI phối hợp với hạt kiểm lâm huyện tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn cho hơn 600 lượt người dân trong khu bảo tồn tham gia, tuyên truyền cho hơn 400 em học sinh tại trường trung học cơ sở Ngọc Khê, tập huấn về trồng trọt nông nghiệp hữu cơ cho các hộ nông dân. Theo kết quả đánh giá khảo sát, hiện nay khu bảo tồn Vượn Cao Vít có tổng 11 đàn và 74 cá thể. Năm 2024, hạt kiểm lâm tổ chức FFI tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu, nắm chắc số đàn, số cá thể, tăng cường công tác tuần tra đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ bền vững loài vượn cao vít. Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đến trao tặng quà Tết Giáp Thìn năm 2024 cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Canh Tân. Đoàn đã tặng 44 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Canh Tân với tổng trị giá là 22 triệu đồng, được trích từ quỹ vì người nghèo và sự đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nhà máy nước tỉnh ủng hộ. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ động viên người khuyết tật và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Cao Bằng đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm 5, Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Người được nhận nhà tình thương là bà Tô Thị Đào, 85 tuổi, hiện đang sống cùng người con trai. Cả hai mẹ con bà Tô Thị Đào đều là người có nhiều bệnh tật. Được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm thông qua Hội Người Cao Tuổi tỉnh Cao Bằng, chính quyền địa phương cùng bà con làng xóm đã giúp gia đình bà Tô Thị Đào xây dựng ngôi nhà có diện tích 42m², có tổng kinh phí gần 70 triệu đồng. Tại buổi bàn giao nhà, đại diện lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi tỉnh mong muốn các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ để gia đình bà Đào từng bước có cuộc sống ổn định hơn. Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 02 NQCP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Trong đó có mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu thứ hạng năng lực phát triển du lịch và lữ hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tăng ít nhất 2 bậc. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nêu rõ, việc chính phủ ban hành nghị quyết 02 thể hiện sự quan tâm rất lớn với ngành du lịch và quyết tâm nâng cao năng lực, vị thế của du lịch Việt Nam, đẩy nhanh phục hồi và phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Năm 2024, đối với năng lực phát triển du lịch và lữ hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, phấn đấu nâng xếp hạng nhóm chỉ số, mức độ ưu tiên cho du lịch và lữ hành lên ít nhất 5 bậc. Nâng xếp hạng nhóm chỉ số hạ tầng dịch vụ du lịch lên ít nhất 3 bậc. Để đạt được mục tiêu đề ra, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, việc đầu tiên là cần tiếp tục duy trì, phát huy các chỉ số xếp hạng cao nổi trội của du lịch Việt Nam. Đó là về sức cạnh tranh về giá, tài nguyên tự nhiên, văn hóa, phi giải trí, hạ tầng hàng không, mức độ an toàn, an ninh. Trong đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng cần chú trọng bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên cho du lịch, đẩy mạnh đầu tư cải thiện hạ tầng hàng không đáp ứng yêu cầu thu hút khách. Cùng với đó, chúng ta cần có chính sách bình ổn giá cả dịch vụ để kích cầu du lịch. Toàn ngành thúc đẩy các chỉ số nằm trong nhóm xếp hạng trung bình cao và còn nhiều dư địa tăng trưởng như môi trường kinh doanh, hạ tầng mặt đất và cảng, mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông, nhân lực và thị trường lao động. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 22 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc ứng phó rét đậm rét hại và gió mạnh trên biển. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20 đến 21 tháng 1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Từ ngày 21 tháng 1, khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9. Sau đó, gió mạnh có xu hướng mở rộng xuống vùng biển phía Nam, gây biển động mạnh. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh, trong đó tập trung hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người, chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú. Các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm, dự trữ thức ăn, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Cùng với đó, các địa phương thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh phù hợp, hiệu quả. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. EVN sẽ xây dựng lộ trình và đề xuất đối tượng khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện hai thành phần. Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nghiên cứu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng để áp dụng cho khách hàng sử dụng điện. EVN cũng sẽ xây dựng lộ trình và đề xuất đối tượng khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện hai thành phần. Trên cơ sở đề xuất về cơ chế và lựa chọn đối tượng khách hàng áp dụng giá bán điện hai thành phần, thực hiện tính toán đối chứng, so sánh việc áp dụng giá bán điện hai thành phần với việc áp dụng giá bán điện theo biểu giá điện hiện hành, quy định tại quyết định số 249 QĐ-BCT ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện. EVN cũng được yêu cầu tổ chức truyền thông lấy ý kiến rộng rãi với cơ chế và lộ trình áp dụng giá bán điện hai thành phần theo đề xuất, đồng thời nghiên cứu đánh giá tác động đối với việc thực hiện giá bán lẻ điện bình quân cũng như tác động với các nhóm khách hàng sử dụng điện khi áp dụng cơ chế giá bán điện hai thành phần. Báo cáo tổng kết và đề xuất cơ chế giá bán điện hai thành phần sau giai đoạn tính toán đối chứng gửi về Bộ Công Thương để nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bệnh đường hô hấp như COVID, cúm mùa đang tăng cao ở các nước, Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng dịch vào Tết Nguyên đán do nhu cầu giao thương nhiều. Gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do COVID-19 trong tháng 12 năm 2023. Số ca nhập viện tăng 42% so với tháng 11. Các biến chủng mới của nCoV liên tục biến đổi, trong đó JN.1 tăng nhanh chóng trên toàn cầu. Tại Mỹ, Trung Quốc và một số nước châu Âu ghi nhận sự tăng trở lại ca COVID-19 cùng với sự lây lan của các ca bệnh hô hấp khác như cúm mùa và virus hợp bào hô hấp. Còn tại Việt Nam, miền Bắc đang trong mùa đông xuân, gió mùa lạnh, hanh khô, xen kẽ nồm ẩm là nguyên nhân các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Bộ Y tế ghi nhận các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, kể cả một số bệnh có vaccine dự phòng cũng tăng ở nhiều tỉnh thành. Đại diện Phòng Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Cục Y tế Dự phòng cho biết số bệnh nhân mắc cúm tăng nhưng không bất thường bởi đây là thời điểm giao mùa. Thời tiết thay đổi thất thường thuận lợi cho bệnh đường hô hấp phát triển, trong đó có các tác nhân gây bệnh cúm. Kết quả giám sát cho thấy các chủng virus cúm hiện lưu hành ở Việt Nam vẫn là virus gây bệnh cúm mùa, trong đó chủ yếu là cúm AH1N1, cúm AH3N2, cúm B. Hiện chưa ghi nhận các chủng virus cúm có động lực cao lây truyền từ gia cầm sang người như cúm AH5N1, cúm AH5N6 hoặc AH7N9. Tuy vậy, người dân được khuyến cáo không chủ quan lơ là và cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên phương tiện công cộng và địa điểm tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, súc miệng họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp cho biết, tỷ lệ sinh hàng năm ở Pháp vào năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ Thế chiến II. Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp thông tin khoảng 678.000 trẻ sơ sinh được sinh ra trong năm 2023, giảm 6,6% so với năm trước đó và là con số thấp nhất so với bất kỳ năm nào kể từ năm 1946. Những con số này được chuyển thành tỷ lệ sinh trung bình là 1,68 con cho mỗi phụ nữ, so với mức 1,79 vào năm 2022. Tuy nhiên, số ca tử vong ít hơn so với cùng kỳ đã khiến tổng dân số Pháp tăng 0,3%, đạt mức 68,4 triệu người vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp cho biết, 631.000 người qua đời ở Pháp vào năm 2023, giảm 6,5% so với năm 2022,
khi đại dịch COVID-19 và các đợt nắng nóng dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn bình thường. Theo cơ quan thống kê quốc gia Pháp, người di cư nhập cư vào Pháp đã bổ sung thêm 183.000 người vào tổng dân số của nước này vào năm 2023. Tuổi thọ của người dân Pháp tăng lên kỷ lục mới, hiện nay ở mức 85,7 tuổi đối với phụ nữ và 80 tuổi đối với nam giới. Bản tin 9 giờ mới hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.